Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo là lời chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới của Chủ tịch Cộng đồng ông Đinh Hùng Cường, vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Trong phần 2 là tiếng nói cử tri của Jackie Bong. Và sau cùng là buổi tiệc mừng lễ Giáng sinh và tặng quà các cụ cao niên và buổi tiệc tất niên của gia đình Alpha Thủ Đức, vùng Hoa Thịnh Đốn, tổ chức tại thành phố Hendon, Virginia. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi một số tin quan trọng tại Hoa Kỳ. Ông Trump chọn ông Sean Spicer thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa làm phát ngôn viên cho Tòa Bạch Ốc. Nhóm chuyển tiếp của ông Trump hôm thứ Năm cho biết ông Sean Spicer thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa sẽ là phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc. Khi ông Trump nhậm chức trong tháng tới, ông Trump cũng bổ nhiệm những người trung thành khác từ cuộc chạy đua tổng thống của ông vào các chức vụ truyền thông cao cấp, bà Hope Hicks, ông Jason Miller và Dan Scavino. Ông Spicer là phát ngôn viên của thuộc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Trump. Hành khách bị đưa xuống khỏi chuyến bay sau cuộc đối đầu với cô Ivanka Trump. Một hành khách của hãng JetBlue, người được truyền thông và được nhân chứng mô tả là đưa ra những phát biểu giận dữ khi nhìn thấy cô Ivanka Trump trên chuyến bay của ông, đã được hãng hàng không đưa xuống khỏi phi cơ hôm thứ Năm. JetBlue Airways xác nhận một hành khách được đưa xuống khỏi chuyến bay khởi hành từ phi trường quốc tế John Kennedy ở New York trên đường đi San Francisco, nhưng không cho biết thông tin chi tiết sự việc. Một hành khách khác trên chuyến bay cho hay khi người đàn ông này thấy cô Ivanka Trump, con gái của Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông ta sững sờ và thốt lên, trời ơi, đây là cơn ác mộng. Trang web TMZ cho hay, Matthew Slasner, một người sử dụng Twitter cho biết, chồng của ông ta đối đầu với cô Ivanka Trump và chồng cô ta Jared Kushner tại phi trường. Ông Lassner, giáo sư trưởng Hunter College ở New York, chưa bình luận gì, nhưng đoạn Twitter đã bị xóa đi và tài khoản Twitter của ông tạm ngừng hoạt động. Phát ngôn viên của Sean Spicer của ông Trump nói rằng, hành xử như vậy đối với một người phụ nữ không phải là cách người Hoa Kỳ cần làm. Theo ABC News, cô Ivanka đang trên đường đi Hawaii để nghỉ lễ với gia đình của cô. Ông Donald Trump và gia đình ông nghỉ lễ Giáng sinh tại khu du lịch của ông ở Palm Beach, Florida. Kính thưa quý vị, nghị quyết điều chỉnh lại ngân sách để hủy bỏ Obamacare dự kiến sẽ được đệ trình tại Hạ viện vào ngày 9 tháng Giêng năm 2017. Theo bản ghi nhớ của Chủ tịch tương lai của Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện cho biết, một nghị quyết để điều chỉnh lại ngân sách cho năm tài chính 2017 có thể sẽ mở đường cho việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe Obamacare sẽ được Hạ viện bỏ phiếu để biểu quyết vào ngày 9 tháng Giêng 2017. Điều đó cho thấy một dấu hiệu là nghị quyết điều chỉnh ngân sách có khả năng sẽ được đưa lên bởi Thượng viện một tuần trước đó, ngay sau khi Quốc hội khóa 115 triệu tập vào ngày 3 tháng Giêng. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa cho biết họ hy vọng Thượng viện sẽ làm việc này đầu tiên trong nghị trình. Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, không cho biết cụ thể khi nào sẽ đưa nghị quyết điều chỉnh lại ngân sách xuống Hạ viện. Nhưng hồi đầu tháng này, ông nói rằng, sau khi Quốc hội trở lại vào ngày 3 tháng Giêng, nghị quyết điều chỉnh lại ngân sách để bãi bỏ Obamacare sẽ là một đầu tiên trong năm mới. Một khi nghị quyết được lưỡng viện Quốc hội thông qua và kèm theo một bản hướng dẫn, chỉ thị cho việc điều chỉnh lại ngân sách, các vị thượng nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng Hòa sẽ soạn thảo một dự luật riêng để bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe Obamacare trong những tuần kế tiếp. Tuy nhiên, có những điều khoản trong luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare không thể đảo ngược. Ủy ban Năng lượng và Thương mại, hiện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo và là nơi soạn thảo nghị quyết, điều chỉnh lại ngân sách cũng sẽ ngay lập tức tiến hành các thủ tục để tu chính luật Obamacare. Dân biểu Greg Walden, Đảng Cộng Hòa Oregon, vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại, viết trong bản ghi nhớ như sau.
lãnh đạo giao nhiệm vụ cho Ủy ban Năng lượng và Thương mại, đặt nền móng cho việc hủy bỏ Obamacare, và nó không phải là một nhiệm vụ chúng ta xem nhẹ. Chúng tôi sẽ hoàn tất công việc này cho người dân Mỹ. Các thành viên trong Ủy ban đã làm việc không mệt mỏi và kế hoạch xây dựng lại pháp luật, cũng như chuẩn bị các tài liệu căn bản và các dữ liệu khác để sử dụng bởi các thành viên và các ban ngành thuộc văn phòng của họ. Chúng tôi sẽ có kế hoạch để có được tất cả các tài liệu để công bố sớm hơn cho công chúng. Ủy ban dự kiến sẽ hoàn tất dự thảo luật điều chỉnh lại luật bảo hiểm Obamacare trong tuần cuối của tháng Giêng, theo bản ghi nhớ. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, cả hai đều thuộc Đảng Cộng Hòa, sẽ nhận được bản dự thảo điều chỉnh lại ngân sách năm 2017. Và nếu ngân sách tài chính được điều chỉnh lại được các ủy ban thông qua để loại bỏ nhiều điều khoản trong luật chăm sóc sức khỏe Obamacare trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump được nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Theo thủ tục tại Thượng viện, Đảng Cộng Hòa chỉ cần 51 phiếu để thông qua Thượng viện, thay vì bình thường cần 3/5 tỷ lệ đa số. Đến lúc đó, Mike Pence sẽ là phó tổng thống và có thể dùng lá phiếu của ông để vượt qua các sự ngăn cản tại Thượng viện. Xin cảm ơn quý vị.